chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn nấu món lẩu tôm càng xanh. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức nha. Mình có 1 kg tôm, mình đã sơ chế sạch rồi. Nguyên liệu mình làm kèm cái món lẩu hôm nay gồm có nè, khóm nè, cà chua, rau niêm các kiểu, hành tím băm, tỏi băm. Mình có 3 cây sả. Và ở đây mình có 3 muỗng canh thơm. Mình đã vắt nước rồi, me thì mình cũng làm sẵn. Rau ăn kèm các kiểu thì một hồi mình giới thiệu cho cô chú anh chị mình cùng thưởng thức. Rồi bây giờ trước tiên thì mình luộc cái phần tôm trước ha. Mình sắp cái phần tôm vào nồi nè. Mình luộc cái phần tôm này bằng nước dừa nha cô chú anh chị. Mình có 1 lít 2 nước dừa tươi. Mình cho vào trong cái phần tôm mình luộc ha. Mình luộc nước dừa tươi á thì cái tôm của mình nó ngọt lắm. Mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng canh muối nha. Sau đó mình đậy nắp lại. Mình sẽ luộc cái phần tôm này trong vòng 5 phút thì tôm của mình nó chín ha. Như vậy tôm của mình cũng sôi rồi nè. Mình trở qua trở lại nha. Không cần để cái phần tôm này chín quá nha cô chú anh chị. Nó chín hơi hơi là được rồi. Tự mình ăn kèm với lẩu mà. Một hồi lẩu sôi nữa mình còn bỏ tôm vào nữa. Như vậy là cái phần tôm của mình cũng được rồi nè. Bắt đầu mình vớt cái phần tôm này ra ha. Rồi mình nấu tới cái phần nước lẩu nha. Mình cho 2 muỗng canh dầu ăn vào trong một cái nồi nè. Sau đó mình cho hành tím băm và tỏi băm vô mình phi cho nó thơm nha cô chú anh chị. Sả thì mình cắt khúc mình cũng cho vào mình xào luôn. Tỏi và hành tím băm của mình như vậy cũng được rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho khóm và cà chua vào mình xào nha. Ở đây mình sử dụng nửa trái khóm ha. Với lại 3 trái cà chua nha cô chú anh chị. Cái phần khóm với cà chua của mình xào như vậy là được rồi. Bắt đầu mình cho hết cái phần nước luộc tôm vào luôn nha cô chú anh chị. Mình nêm phần gia vị luôn. Hôm nay mình nêm đường phèn, 2 muỗng rưỡi canh đường phèn ha. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nè. 1 muỗng canh muối nha. Ở đây thì mình dằn vào 1 muỗng canh nước mắm nữa. Như vậy là được rồi. Một hồi mình sẽ nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình nha. Mình cho vào đây 3 muỗng canh cốt trái khóm nè. Khoảng tầm 3 muỗng canh me là được rồi ha. Nếu cô chú anh chị mình muốn ăn chua nữa thì cho khoảng 1 muỗng canh nữa là được rồi. Tự vì cái phần cà chua nó cũng chua mà cái khóm nó cũng hơi bị chua cô chú anh chị. Nên mình không cần cho me nhiều ha. Thêm 1 muỗng canh dầu đều cho cái nồi nước lẩu của mình nó có màu đẹp nè. Cái phần nước lẩu của mình sôi bùng lên thì cô chú anh chị mình canh là vớt cái phần bọt ha. Cho cái nồi nước lẩu của mình nó ngon nha. Cô chú anh chị mình vớt xong phần bọt thì nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình ha. Linh Nguyễn nêm như vậy là được rồi. Cho vài cọng ngò gai vô cho nó thơm và nó có cái màu sắc của nồi lẩu xanh xanh lên cho nó đẹp nè. Như vậy là cái nồi nước lẩu của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho ra một cái nồi lẩu nhỏ nữa. Mình để lên trên cái bếp cồn mình sử dụng nha cô chú anh chị. Mình cho cà chua vào nè. Cho rau luôn. Rau này mình ăn kèm với lại rau muống ha. Rau nhút nè. Với lại bông súng nha cô chú anh chị. Rất là ngon luôn.
Sau đó mình sắp vài em tôm lên trên bề mặt. Tôm thì mình ăn đến đâu mình cho vào đến đó nha cô chú anh chị, không cần cho hết nguyên một cái 1 ký tôm vào đâu nha. Mình ăn bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Tôm đỏ ao rất là ngon luôn, cho vài cọng hành trắng vào. Sau đó mình cho hết cái phần nước lẩu vào. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn cô chú anh chị ơi. Thơm lắm luôn á. Sau đó mình cho thêm cái phần tỏi phi vào. Rất là ngon luôn, vàng ao luôn. Cho ngò gai, rau ôm và ớt vào luôn nha. Sau đó là mình cho lên trên cái bếp cồn ha. Nó bây giờ là cái nồi lẩu của mình sôi rồi nè cô chú anh chị. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn, rất là ngon luôn. Đây, rau ăn kèm nè, rau nhút, rau muống, bông súng, ăn kèm với lại bún ha. Một chén nước mắm mặn nữa nha cô chú anh chị. Rất là ngon luôn. Như vậy là cái lẩu tôm càng của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức cái món lẩu với bếp Linh Nguyễn nha. Ôi thôi, rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái món này ngon, nhanh gọn lẹ thì bắt tay ngay vào bếp làm cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Rồi thôi, Linh Nguyễn kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong clip lần sau nha.